Thời tiết nắng nóng cùng tình trạng quá tải gia tăng khiến nhiều bệnh viện, cơ sở y tế gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại. Cùng với sự chung tay của cộng đồng, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm hỗ trợ cho người bệnh. Thêm những hành động đẹp nhằm tri ân các bác sĩ, y tá, những người chiến sĩ áo trắng với những nỗ lực trong suốt thời gian chống dịch mới đây. Khu khám bệnh, Bệnh viện Ung Biếu Trung ương. Trung bình mỗi ngày có tới 2.000 người tới thăm khám. Quá tải bệnh viện, nắng nóng mùa hè có thể khiến không khí thêm ngột ngạt. Nhiều giải pháp kỹ thuật được đưa ra. Ngoài cái việc mà các bệnh viện cố gắng trong việc mà giảm cái việc nắng nóng cho bệnh nhân, thì cũng được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cung cấp một số các cái trang thiết bị, một số cái vật tư, những cái quạt hơi nước rồi những cái quạt công suất lớn để mà chúng tôi lắp ở những vị trí đông người, vị trí khám bệnh, vị trí lấy máu hoặc những khu xét nghiệm để giảm tải cái nắng nóng cho bệnh nhân. Sự chung tay giúp đỡ những người bệnh, những người đang trong hoàn cảnh khó khăn có nhiều hình thức. Thì chúng tôi cũng hướng tới những cái việc thiết thực, mong muốn làm sao giúp cho các người dân, những các cán bộ hay những cái khu vực công làm phục vụ những cái dịch vụ công có những cái điều kiện tốt hơn để có thể đáp ứng được cái dịch vụ và chất lượng cho người dân có thể ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Theo kế hoạch thì sẽ có thêm nhiều máy làm mát không khí, quạt điều hòa sẽ được trao tặng cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế trong tháng 7, tháng 8 này. Đây tiếp tục là hoạt động ý nghĩa của tập đoàn Sunhow, nằm trong chuỗi chương trình tri ân các y bác sĩ, nhân viên y tế, cũng như chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn cả nước.